con ngu à, ô con ngu à, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Ô con ngu à, ô con ngu à, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Dậy ăn sáng nè, dậy ăn sáng nè, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Cậu ta thức rồi, cậu ta thức rồi, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Chào mừng, chào buổi sáng. Cậu ta sẵn sàng, cậu ta sẵn sàng, chào ngày mới, chào ngày mới, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Cậu ta sẵn sàng, cậu ta sẵn sàng, chào ngày mới, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Này các bạn, kiểm đếm những chú vịt ngộ nghĩnh này đi. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những chú vịt này trước. Mình cũng vậy. Này, có 5 chú vịt nhỏ cho 5 người bạn nhỏ. Nhìn kìa, vịt mẹ ôm gọn chúng trong vòng tay. Tớ biết, hãy theo vịt mẹ và giúp cô ấy tiếp tục đếm 5 con vịt nhỏ của mình nhé. Ý kiến hay, vậy sẽ vui lắm. Vịt nhanh năm chưa chung bơi một ngày, vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quạc 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 quạc, chỉ 4 chú về với mẹ mà thôi. 1 2 3 4. Này, chú vịt thứ 5 nó đi đâu vậy nhỉ? Tớ không có ý kiến, nhưng tớ sẽ tìm cậu ấy. Ý hay đấy Nico, chúng tớ sẽ trông chừng 4 chú vịt còn lại. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu? Mẹ chúng chẳng tìm ra. Vịt nhớ bông chư chung bơi một ngày, vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quạc 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 quạc, còn 3 em chúng nó quay trở về. 1 2 3. Ôi chao! Ôi trời, con vịt thứ 4 đã đi đâu rồi? Cô ấy vừa ở đây mà. Được rồi các bạn, tớ sẽ đi tìm cô ấy. Được đấy Wendy, chúc may mắn. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Vịt nhớ ba chú chung bơi một ngày, vịt bay đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quạc 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 quạc, còn 2 em chúng nó quay trở về. 1 2 2. Ai biết? Ôi không, lại nữa rồi. Con vịt thứ 3 đã chạy đi đâu rồi? Tớ sẽ mang cậu ấy trở lại. Đi đi Mark. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu mà chúng chẳng tìm ra. Vịt nhỏ hai chú đi bộ đường dài, vịt đi chơi xa chúng quên đường về. Mẹ kêu to quạc 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 quạc, và bọn em thôi một chú vịt trở về. 1 1 1. Chạy tốt hơn á. Này cậu, bây giờ con vịt thứ 2 cũng chạy mất rồi. Tớ sẽ tìm cô ấy. Nathan, cậu chờ ở đây nhé. Đồng ý. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Chỉ còn một chú vịt con. Vịt mẹ đừng lo lắng nhé.
Tôi chắc chắn các bạn của tôi sẽ tìm ra chúng và tất cả họ sẽ sớm quay trở lại. Vịt nhắm mắt chu chu đi một ngày, vịt đi chơi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quạc 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 và năm chú vịt cùng nhau trở về. Một, hai, ba, bốn, năm. Tất cả vịt đã trở về, hoan hô. Vịt con tất cả chúng quay trở về, nhìn xem đi lắc lư nhảy đều. Mẹ kêu to quạc 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 quạc, mẹ mừng vui khi các con trở về. Tất cả năm chú vịt con và năm người bạn nhỏ cuối cùng cũng về nhà. Vâng, nhưng có vẻ như vịt mẹ tội nghiệp cần chợp mắt một chút. Này, có chuyện gì vậy Nathan? Tại sao hôm nay bạn lại im lặng vậy? À, một vài bạn trong trường trêu chọc mình. Họ gọi tớ là Humpty Dumpty. Bạn biết đó, đôi khi tớ hay ngã khi đá bóng. À, đừng lo lắng Nathan, chúng tớ sẽ đỡ bạn khi ngã. Đó là điều mà bạn bè nên làm. Ha ha ha, bạn an tâm, chúng tớ sẽ cổ vũ bạn. Các bạn trong trường sẽ nói gì nhỉ? Nào, hãy để tôi hát cho bạn nghe. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, ngủ của vua cha và quân lính của ông. Humpty không thể ở trên tầng này nữa đâu. Nathan tội nghiệp, điều đó thật không hay. Nào, nâng cầm cậu ấy lên, tôi biết làm thế nào để bài hát này làm bạn vui hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đứng dậy mà thôi. Woohoo, ha ha. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đứng dậy mà thôi. Ôi cảm ơn Karen, bạn thật ngọt ngào. Chúng ta là bạn bè, những người đàn ông, chúng tớ luôn theo sau bạn. Đúng đó. Đừng nghe các bạn ở trường, chúng tớ yêu bạn như chính bạn. Bây giờ hãy để mình hát cho bạn nghe nhé. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, mọi người đồng lòng chàng trai và cô gái nâng Humpty lên cùng với tiếng vỗ tay. Giờ tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ tất cả hãy cùng hát với nhau và đừng quên, chúng tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhiều bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Humpty Dumpty ngồi ở tầng kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhờ bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Chào các bạn buổi sáng. Chắc rằng đêm qua ngủ rất ngon. Yeah, và một giấc ngủ siêu tuyệt vời. Này, mấy giờ rồi? 8:30 rồi và bắt đầu đi học lúc 9:00. Ô, cậu ơi, tốt hơn hết là chúng ta sẵn sàng đến trường nhanh. Ô, mình biết, hãy làm người hướng dẫn để tất cả chúng ta có thể nhanh chóng sẵn sàng. Ý kiến hay, xem tớ làm và những gì tớ làm nhé. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, sang thức dậy chúng ta làm. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, mỗi sang thức dậy bạn ơi. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, sang thức dậy chúng ta làm. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, mỗi sang thức dậy bạn ơi. Được rồi các bạn, làm tốt lắm, những chiếc giường đã được dọn. Làm gì tiếp theo nào? Ô, tớ biết, đã đến lúc làm mọi thứ tốt đẹp và sạch sẽ. Hãy đi theo tớ. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, tớ hay làm. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, tớ hay làm. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này, nhìn tớ này. Này bà cụ mình hay đánh răng nào, đánh răng nào, đánh răng nào. Này bà cụ mình hay đánh răng nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này bà cụ mình hay đánh răng nào, đánh răng nào, đánh răng nào. Này bà cụ mình hay đánh răng nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi.
Được rồi các bạn, những chiếc răng nhìn trắng như ngọc. Thật thú vị, nhưng chúng ta phải tiếp tục di chuyển nếu muốn bắt kịp xe buýt của trường. Đúng rồi, bây giờ theo chỉ dẫn của tớ nhé, đi nào. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, tóc của mình, tóc của mình. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, mời sang thế chạy bạn ơi. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, tóc của mình, tóc của mình. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, mời sang thế chạy bạn ơi. Này, xem mình nè. Buộc giày của mình mới sang đi học, với đôi giày sang đi học. Buộc giày của mình mới sang đi học, mới sang đi học bạn ơi. Buộc giày của mình mới sang đi học, với đôi giày sang đi học. Buộc giày của mình mới sang đi học, mới sang đi học bạn ơi. Xe buýt, đi nào các bạn. Đừng quên bữa sáng của các con. Nào hãy cùng đi đến mái trường để đi học. Nào hãy cùng đi đến mái trường, mời sang đi học bạn ơi. Nào hãy cùng đi đến mái trường để đi học. Nào hãy cùng đi đến mái trường, mời sang đi học bạn ơi. Chuyện gì với cặp song sinh vậy? À, Wendy, mẹ e rằng em đang cảm thấy khó chịu vì thời tiết, tội nghiệp các bạn nhỏ. Ồ không, vậy là các em ốm rồi phải không mẹ? Ừ, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc chúng. Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Baby ta xôn môi rồi đây, đôi má hồng tươi, nhìn bé muốn ngủ ngay bây giờ, trong yêu ước làm sao. Ôi em Suzy baby home, đôi mắt thì ngưa, muốn giúp bé ngay thôi, làm cho em bé nhăn khóe. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Bé Suzy bé sốt rồi đây, ô phải làm sao. Miên giang đây ôi chao lạnh, ở đây vì em. Bụng cô bé Peter đau rồi, đáng thương làm sao. Uống thuốc nhé bé chớ sợ gì, và nghe chúng ta ca hát. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Đôi khi chúng ta ôm chút thôi mà, tôi tệ lắm thầy, quanh mang với gia đình kề bên, những lúc ta luôn cần, đừng có buông thế bé này. Mẹ ơi, có vẻ như hai em bé đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Ừ, đúng rồi Wendy, con thấy các em bé nhỏ có sự khác biệt lớn như thế nào khi các em cảm thấy bị bệnh rồi đó. Dạ, đó là liều thuốc tốt nhất. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm.
có khóc, bơm bớt đi giúp bạn vượt qua. Khi bạn có một vết thương, chúng ta luôn bên bạn mà. Khi bạn có một vết thương, chẳng có sao. Khi bạn có một vết thương, chúng ta chăm sóc bạn mà. Chúng ta sẽ luôn bên bạn.
chơi với nhiều âm thanh đến từ chuồng ở nơi này. Nào đoán xem con vật gì âm thanh này bạn thử đi. Này 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 này. Em biết là con ngựa. Ồ, em hoàn toàn đúng. Tất cả hãy hát và di chuyển như một con ngựa. Ba đây còn yêu thế nào? Là ngón tay ba, là ngón tay ba làm gì đó ba? Rửa xe hơi ba đang rửa nè. Xếp xây lên khói buồn đây anh đang xếp nè. Là chị ngón tay chị ở đâu? Ở nơi đây em sao thế nào? Là chị ngón tay chị làm thứ gì? Đánh piano chị đang đánh đàn. Cưng ơi em ở đâu? Bên ở đây mọi người thế nào? Nè cục cưng ơi làm gì bé ơi? Chúng ta ôm đi bé cưng. Chúng ta ôm đi cả nhà yêu con. Johnny. Vâng, bố ơi. Đường ăn phải không? Không, bố ơi. Là dối lừa ư? Bố không đâu. Mơ miếng con nào? Ha ha ha. Này các con sẽ trông chừng Johnny cho bố nhé. Chắc chắn rồi, nó dễ mà bố. Johnny. Vâng, Wendy. Làm hỏng đồ chơi? Không, Wendy. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Hãy cho xem nào. Hi hi hi. Johnny. Vâng, Nico. Là em vừa nhảy? Không, Nico. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Chắc không nè. Johnny. Vâng, hơi anh. Vẽ lên tường này đây. Không, hơi anh. Lại dối lừa ư? Nói thật mà. Cái tay đưa ra. Ha ha ha. Johnny. Vâng, Wendy. Buồn ngủ phải không? Không, Wendy. Dối lừa ư? Nói thật mà. Ngủ mê đây nè. Không bao giờ. Oh.
này có thể xây dựng một cây cầu không? Chúng em chắc chắn có thể. Không phải là bất kỳ cây cầu nào, Caron. Cây cầu lên đến. Đúng rồi bác, nhưng tất nhiên nó không phải là một cây cầu thật sự. Ồ không, cây cầu đang đổ xuống. London Bridge đang đổ xuống đây, đổ xuống đây, đổ xuống đây. London Bridge đang đổ xuống đây, em bé ngoan nào. London Bridge ta được xây lên, được xây lên, được xây lên. London Bridge ta được xây lên, kìa bé yêu này. Xây nó lên với nhiều khói lắm, nhiều khói lắm, nhiều khói lắm. Xoay nó lên với nhiều khói lắm, thật giỏi bé à. Ô không, London Bridge to được xây lên, được xây lên, được xây lên. London Bridge to được xây lên, kìa bé yêu này. Xoay nó lên với nhiều khói lắm, nhiều khói lắm, nhiều khói lắm. Xây nó lên với nhiều khói lắm, em bé ngọt ngào. Achiu. Bây giờ chúng ta xây dựng nó một lần nữa. Lớp đất Green đang được xây lên, được xây lên, được xây lên. Lớp đất Green đang được xây lên, em bé ngọt ngào. Xây dựng với tất cả mọi người. Ừ, nó trông đẹp đó. London Bridge trông đẹp lắm đây, đẹp lắm đây, đẹp lắm đây. London Bridge trông đẹp lắm đây, kìa bé yêu này. Em nói gì bây giờ hả Johnny? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Yeah. Mọi người ơi, hãy nhảy nào. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Gian trọng tay nào. Mọi người. Đúng rồi. Duỗi tay. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Gian trọng tay nào. Mọi người. Nào ta vỗ tay. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Gian trọng tay nào. Mọi người. Vỗ tay đi. Xoay một vòng. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Gian trọng tay nào. Mọi người. Vỗ tay đi. Xoay một vòng. Lắc hông đi. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Gian trọng tay nào. Mọi người. Vỗ tay đi. Xoay một vòng. Lắc hông đi. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Gian trọng tay nào. Mọi người. Vỗ tay đi. Xoay một vòng. Lắc hông đi. Đạp đôi chân. Trời đi như vịt. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Gian trọng tay. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Chu chu wa, chu chu wa, chu chu wa wa wa. Anh ơi, anh ơi.
rồi em trai. Đó có phải là bài chú heo con không? Mình thích chuyện đó. Em cũng vậy. Được rồi, các em ngồi quanh anh nào. Kìa những bạn heo, đó những bạn heo. Kìa những bạn heo chung xây nhà, chung quyết định xây. Một chú nói điều gì đó. Mình sẽ xây nhà bằng đống cỏ khô. Rồi cậu thu thập hết cỏ khô ở nơi đó. Nhà có chú xây thật nhanh nhanh lắm. Này có cô, cô tới xây ngôi nhà mình này đây. Đến chú thứ hai suy nghĩ thật nhanh. Mình sẽ xây nhà bằng những thanh gỗ. Cậu thu thập hết các cây que ở nơi đó. Nhà có chú xây thật nhanh nhanh lắm. Cây gỗ đây, nhà cô tới xây ngôi nhà mình này đây. Đến chú thứ ba chú không thích làm thế. Mình sẽ xây nhà bằng những viên gạch. Nhanh nhiều thời gian cũng vì điều đó. Nhà của chú chắc hơn và mạnh mẽ hơn. Gạch đá xây, để đến chú xây ngôi nhà bằng gạch đá. Ô nhìn kìa, một con sói to. Con sói đến nhà heo lì chạy trốn vào nhà mình. Này heo con, này heo con, cho vào đi. Công bơi bồ lông dưới cây cầm của tôi này. Ta thổi nè, ta thổi nè, thổi bay cả nhà ngươi luôn. Ha 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 ha. Không. Này heo con, này heo con, cho vào đi. Công bơi bồ lông dưới cây cầm của tôi này. Ta thổi nè, thôi nè, thôi bài cái nhà ngươi luôn. Này heo con, này heo con, cho vào đi. Không bơi bồ lông dưới cây cầm của tôi này. Ta thôi nè, ta thôi nè, thôi bài cái nhà ngươi luôn. Và gạch chắc hơn với vương vàng, sao chẳng thôi bay được đâu. Chớ có lo chúng ta an toàn, hỡi các bạn heo. Con sói leo xuống dưới ống khói này, nhưng chú heo chúng đốt lửa lên. Biến khỏi đây ngay con sói già kia. Kìa những bạn heo, đó những bạn heo. Kìa những sống trong ngôi nhà gạch. Thưa quý ông quý bà, chàng trai và cô gái trân trọng giới thiệu. Cá mập con, cá mập con, cá mập con. Cá mập mẹ đu 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 đu, cá mập mẹ đu 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 đu, cá mập mẹ đu 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 đu, cá mập mẹ. Cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba. Cá mập ông đu 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 đu, cá mập ông đu 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 đu, cá mập ông. Hãy đi săn đu 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 đu, hãy đi săn đu 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 đu, hãy đi săn đu 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 đu, hãy đi săn. Don't đi nhé, đu 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 đu, don't đi nhé, đu 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 đu, don't đi thôi. Chẳng sao hết, đu 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 đu, chẳng
sao hết, tu 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 tu, chẳng sao hết, tu 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 tu, an toàn rồi. Ôi thiệt. Đã xong hết, tu 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 tu, đã xong hết, tu 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 tu, đã xong hết, tu 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 tu, kết thúc thôi, kết thúc thôi. Em nghĩ đã đến lúc các con ngủ trưa. Bà đến đây. Này các con yêu, mình ngủ trưa thôi. Con thấy môi mệt, ta ngủ trưa thôi. Giờ ta đi ngủ, ô ta ngủ ta mơ. Giờ chúng ta ngủ trưa liền nhé. Rồi để em thử. Này các con ơi, mình ngủ trưa nhé, mang chúng nó theo. Ta ngủ trưa thôi, là em búp bê với gấu tem đi yêu. Tất cả chúng muốn ngủ trưa. Không không ngủ trưa đâu mà. Em ơi, mình ngủ trưa thôi, mang cho con theo. Ta ngủ trưa thôi, và cho con đó thân ôm chặt chúng nó. Thật rất vui chú ấy ngủ trưa. Mọi nơi rửa đôi tay.
rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Thấy rất vui khi chơi với chó cưng. Đừng có quên điều này, chân của chúng rất là bẩn. Đôi tay ta làm ra thủ công nghệ thuật đây. Trước khi ta ăn tối, tốt hơn nên rửa tay. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Giữ chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ăn tối nào các con. Tuyết, con đang đói bụng. Và đôi tay của chúng ta chưa bao giờ sạch hơn vậy. Pikachu không? Là gì vậy? Bọn chị trốn và em tìm tụi chị. Được thôi. Ồ trốn đâu rồi anh? Ồ trốn đâu rồi chẳng thấy đâu. Tìm anh trốn dưới cây bàn kia. Thần thính thu mình trốn với tìm. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Peek-a-boo, thấy em đây. Peek-a-boo, peek-a-boo, thấy anh rồi. Peek-a-boo.
Peek-a-boo. Hey em đây. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Thấy rồi nha. Ba thích xe lửa. Ba thích đi giữa xe lửa. Âm thanh toot toot và tiếng lách cách. Đúng vậy cục cưng à. Ba luôn có những chuyến xe lửa trong tâm trí của mình. Tất cả lên tàu, nhảy lên tàu thôi nào. Tôi thích cách mà họ đi. Tôi thích cách mà họ kêu. Toot toot. Họ đi theo một đường ray. Đó cách mà họ đi. Lách cách kêu vang toot toot. Xe lửa luôn trong đầu. Xe lửa trong đầu tôi. Tôi thích cách mà họ đi. Họ đi theo một đường ray. Xe lửa luôn nhiều. Chúng ta sẽ làm một chiếc xe lửa lớn dài nhé con. Yeah, xe lửa. Mi, con yêu xe lửa. Nhảy vào hộp đi, giữ chặt vào. Ba phía trước, mấy người sau này đây. Ta đi vòng quanh đây, tất cả phòng. Không nhanh đâu, không chậm lắm. Chúng ta làm cho xe lửa tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta làm. Tôi thích cách mà họ đi, lên cách kêu. Tôi thích cách mà họ kêu. Toot toot. Họ đi thêm một đường ray. Đó cách mà họ đi. Lách cách kêu vang toot toot. Xe lửa trong đầu tôi. Xe lửa trong đầu tôi. Tôi thích cách mà họ đi. Họ đi thêm một đường ray. Xe lửa luôn nghỉ về. Phía sau đi xe lửa ba. Yeah, tiếng còi xe lửa. Giữ chặt tay cái hộp đi. Giữ chặt nhé. Ta thôi coi đi với hết sức của mình. Âu vu, âu vu, âu vu. Vu ta đi. Không nhìn đâu, không chậm lắm. Tôi thích cách mà họ đi, lách cách kêu. Tôi thích cách mà họ kêu, toot toot. Họ đi theo một đường ray. Đó cách mà họ đi, lách cách kêu vang, toot toot. Xe lửa luôn trong đầu. Xe lửa trong đầu tôi. Tôi thích cách mà họ đi. Họ đi theo một đường ray. Xe lửa luôn đi về. Xe lửa luôn đi về. Đi về xe lửa thôi. Xíu, chúng nhảy lên nhảy xuống với những âm thanh vui này.
sợ ghê. Côn trùng kia chúng nó, đó trần nhà kia chúng bò, chúng nó dưới tấm thảm này. Chào mừng đến với bữa tiệc trái cây hàng năm của Bom Buddies, mang đến cho bạn bởi chúng tôi những loại trái cây dễ thương. Đúng rồi các chàng trai cô gái, mỗi năm một lần tất cả chúng ta đều gặp nhau và ăn mặc như những gì chúng ta yêu thích. Bạn đã đoán ra quả. Xem đây, tôi là quả chuối này. Tôi sắc vàng tươi và thật vui ăn vào. Thích ăn tuyệt vời của khỉ này. Tớ thật sự ngon bạn ơi. Để tớ kêu trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta. Trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, muốn ăn yêu thương của tôi. Oh yeah. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Xin chào, tôi là một quả cam. Tôi đây trên một cây cam này. Người ta uống tôi gọi là nước cam này. Vitamin C mình có đủ. Vì vậy tôi là quả táo này. Chắc xơ nếu ta cần thì tôi đây này. Xanh với đó tôi màu sắc này. Tôi đây được nước cùng chiếc bánh. Để tôi kết trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta. Trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Một tô trái cây rất ngon và dễ thương. Các bạn tới đây là qua bên này. Có khi xem tôi như là rau. Nhưng không, tôi đây giống như một loại trái cây. Hãy trong thân tôi như cục đá. Xin chào, ta là quả dưa này. Tớ đây xong ôm, mình nhiệt đời rất tuyệt. Tớ có kiểu tóc gai nhọn xinh đẹp. Bạn ăn tôi từng miếng thôi. Để tớ kêu trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta. Trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Xung quanh và ấy thế là cụ ta nhảy quanh.
trông như chú đau chân. Có chú cừu của bé Mary là cừu này, cừu con đây. Có chú cừu của bé Mary, chú ta trắng tuyết như bông. Và mỗi khi mà Mary đi đâu, Mary đi, Mary đi. Và mỗi khi mà Mary đi đâu, cừu ta lót tót đi. Toàn đi mọi người, chúng ta có một chuyến đi gặp ghềm đấy. Đã đến lúc cho một cuộc phiêu lưu. Buộc chặt dây an toàn của bạn cho chuyến đi trên xe buýt. Đi nào. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa, chúng nô đùa, chúng nô đùa. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa, chúng mình cùng đi. Hãy chơi một trò chơi. Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình. Thứ gì đó bắt đầu với C. Tớ biết là kho xe hơi. Đúng rồi. Còi to trên xe buýt kêu bíp 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 bíp. Còi to trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, chúng mình cùng đi. Cười nào, tôi là một cowboy. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào, mở ra rồi đóng, đóng rồi mở ra. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào, chúng mình cùng đi. Được rồi, đến lượt tôi. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình thứ gì đó bắt đầu bằng chữ T. Tớ biết, là tree, cái cây. Đúng rồi. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, xuống lên hoài, xuống lên hoài. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, chúng mình cùng đi. Tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào, hay ngoan nào, hay ngoan nào. Tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào, chúng mình cùng đi. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah 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 yeah. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah yeah yeah, chúng mình cùng đi. Yeah. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình thứ gì đó bắt đầu với F. Friends, bạn bè. Yeehaw. Yeah, yeehaw. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Đây khủng long vui và nhảy dưới ánh dương đây. Tôi nhảy cả ngày niềm vui đến với tôi. Khủng long vui chúng mình cùng nhảy vui trong nắng. Nhảy suốt cả ngày chúng ta vui cả ngày. Khủng long tôi này làm thùng tè đại dương đây. Lip xì lip xì lip đen nước với tôi không. Khủng long nhớ chúng tôi này làm thùng tè đại dương. Lip xì lip xì lip đen nước với tôi không. Long hát ca tôi đây này, hát suốt ngày luôn. Mình tôi hát thôi, hát bài hát của tôi. Chúng tôi khủng long ca này, hát
cảm ơn cô vì sẽ hướng dẫn chúng em dạo chơi ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy cô? À, điều đó còn tùy. Nhớ những gì chúng ta đã học trong lớp về việc nói có với những ý tưởng mới và thú vị không nè? Dạ nhớ. Tốt lắm. Các em ơi thích Hồng nhảy không? Có. Các em ơi thích đi Pháp không? Dạ. Các em ơi đi xe đạp nhé. Thích đấy cô. Đi bộ có thích không? Dạ có. Nói có thật vui. Vâng, tuyệt vời. Xây ngôi nhà ở trên cây nhé. Có. Cho chú chuột đói đồ ăn nhé. Dạ. Lái xe đi một chút thôi nhé. Thích đấy cô. Hãy đập tay thật to. Dạ cô. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt qua đi. Nói có thật tốt nhất đây. Cơ o có sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Thật là tuyệt vời. Nói có làm tôi cảm thấy vui vẻ. Chúng ta trượt trên băng nhé. Có. Và hãy nhớ những gì tuyệt vời. Dạ. Chúng ta hãy trồng cây con nhé. Thích đấy cô. Chúng ta uống một tách trà nhé. Dạ cô. Nghệ thuật và thủ công nhé. Vâng. Đi thuyền buồm các em nhé. Dạ. Chúng ta nướng một ít bánh. Thích đấy cô. Hãy dụ dỗ chú rắn này. Dạ cô. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt qua đi. Nói có thật tốt nhất đây. Cơ o có sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Tốt. Khi thấy các em thích nói đồng ý, hãy tiếp tục cố gắng tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu nhất có thể. Dạ. Các em muốn sáng tác bài thơ? Có. Trước khi đi về nhà? Dạ. Các em có thích chơi yo-yo? Thích. Chụp những bức ảnh ngớ ngẩn? Dạ có. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt qua đi. Nói có thật tốt lắm đây. Cờ o có sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có.